có chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nha anh em, Maru ha. Cái tiếng máy Echo nghe rất là hay nha anh em, kể cả người khó tính nhất nghe cái tiếng máy Echo cũng phải ok thôi. Giống như mấy tiếng tàu biển, tiếng xà lan nghe rất là có lực, nên là rất là nhiều anh em khoái cái dòng này là như vậy. Con này rất là có nhiều ưu điểm nha anh em. Đầu tiên là anh em nghe tiếng máy rất là hay. Cái hai nữa là máy nó dậy nhịp nè. Nó có cái công nghệ chống rung, nó có lò xo chống rung, có phanh, có chụp giật trợ lực luôn. Rồi xích mới luôn. Nói chung là không có gì để chê, máy thì cực kỳ đẹp. Gọi hay còn gọi là Echo Ngọc Trinh nha anh em. Sinowa 488 phiên bản nồng nằm nha anh em ha. Con này thì chạy cũng không thua kém nồng đứng đâu, với lại xích mới luôn, anh em về cưa rất là ngọt ha. Tiếng nổ rất là mướt nha anh em ha. Cái độ mướt của cái máy này thì khi mà đưa vô gỗ thì nó ăn rất là dứt khoát ha. Con này 45cc nổ rất là khỏe nha anh em. Đây là ga nè, lưỡi nè, lên ga nha.